vô lượng thọ trang nghiêm thanh tịnh bình đẳng giác kinh tập 354 người giảng lão pháp sư tịnh không các vị đồng học xin mời xem tiếp đoạn đầu tiên của thượng bối giảng sanh Chúng ta đọc lại Kinh văn một lần Kỳ thượng bối giả Xã gia khí dục Nhi tác sa môn Pháp bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm A di đà Phật Trong chú giải của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ dẫn dụng lời nói của cổ đức chúng ta đọc qua một lần ở chỗ này cổ đại đức nói thường thượng phẩm phải là Bồ Tát từ tứ địa đến thất địa thượng trung phẩm phải là Bồ Tát từ sơ địa đến tứ địa dư khả lệ suy trung phẩm trung sanh trở xuống mới là chỗ mà phạm phu có thể đạt đến chính là chỗ mà phạm phu có thể đạt đến được nhược như thị giả tắc di đà đại nguyện chi vô thượng tây phương liên quốc chi đồng diệu trì danh pháp môn chi dị hành giáng sanh diệu pháp chi thù thắng giai thành hí luận hí luận nghĩa là lời nói đùa cũng chính là hoàn toàn vô ích thực tế mà nói là không phù hợp với các kinh điển của tịnh tông Đoàn kế tiếp này nói lời của thiền đạo đại sư Nói được rất hay Cổ thuyết chi phi hạnh Đắc đường Thiện đạo đại sư Quảng dẫn kinh luận lực phá cù tuyết đại sư ở trong quán kinh tứ thiếp sớ đã nói rất hay ngài nói định thiện và ý văn tam bối thượng hạ xem định thiện ở trên quán kinh đều là sau khi phật đã nhập niết bàn phật không còn tại thế gian ngũ trượt phàm phu cái thế gian này là ngũ trượt ác thế các vị đều biết ngũ trượt phàm phu chính là nói những người chúng ta hiện nay nhưng vì gặp phải duyên sai biệt mà khiến cho có chính phẩm khác nhau Sự sai biệt này nghĩa là không đồng Gặp duyên không đồng Cho nên mới có sự sai biệt Của ba bậc chính phẩm Phía sau nói còn rõ ràng hơn Hà giả thượng phẩm tam nhân Thì ngộ đại phạm phu trung phẩm tam nhân thì ngộ tiểu phạm phu hạ phẩm tam nhân thì ngộ ác phạm phu đây đã nói được rõ ràng vị ác nghiệp cố lâm chung tịch thiện thừa phật nguyện lực nảy đất giảng sanh đáo bỉ hoa khai phương thủy phát tâm hà đắc ngôn thị thủy học đại thừa nhân giả đây chính là đã nói được rất rõ ràng nó được rất minh bạch chúng ta phải nên tin những lời mà nhị tổ đã nói thiền đạo đại sư là nhị tổ của tịnh tông sơ tổ là đại sư huệ diễn nhị tổ là thiền đạo trong truyền thuyết thì thiền đạo là a di đạo phật tái lai nghe là người thời nhà đường vào lúc đó nhật bản và hàn quốc có phái rất nhiều cao tăng đến trung quốc để du học người tu học tịnh độ dường như đều là học trò của ngài thiền đạo. Đại sư thiền đạo dường như không được thịnh hành cho lắm, nhưng mà ở tại Nhật Bản thì lại rất thịnh hành. khắp nơi đều thấy thiền đạo tự. nhìn thấy thiền đạo tự thì bạn hiểu được đây là pháp môn tịnh tông, là chuyên tu tịnh tông. Tượng điêu khắc của ngài thiền đạo tượng đắp nặng ngày thiền đạo trong các tự miếu của nhật bản rất nhiều rất nhiều còn có tượng điêu khắc bằng đá tượng đá thì được cúng dường ở ngoài trời bên trong chùa thì dùng tượng gỗ còn có tranh lụa nữa chúng ta xem thấy tổ đường của người nhật bản thì đều có cúng dường các loại tranh tượng có các vị tổ sư Trung Quốc ở bên trong khiến cho chúng ta sau khi xem thấy thì vô cùng kính phục sự cung phụng tôn trọng đối với tổ sư vượt hơn người của chúng ta rất nhiều Ở trong các từ miếu của chúng ta Việc cúng dường tượng Phật Bồ Tát Là rất phổ biến Cúng dường của Tổ sư thì không nhiều Phải hiểu một cái đạo lý Là con người Không hiếu thuận cha mẹ Lại đi hiếu thuận với lão sư Vì là giả không phải là thật Học Phật Mà bất kính với tổ sư của chính mình Bất kính tổ sư, sư trưởng của mình Thì bạn kính Phật Bồ Tát Thì cũng là giả Vì sao vậy? Ở đây có sự sai biệt xa và gần Phật Bồ Tát cách chúng ta xa Tổ sư lão sư thì cách chúng ta gần hơn Lợi ích của việc học tập Của chúng ta Từ đâu mà có Từ lão sư mà có không phải từ phật bồ tát phật bồ tát đời đời truyền nhau truyền đến lão sư của chúng ta lão sư dạy lại cho chúng ta ít nhất mới nhập môn thì đều nhờ vào lão sư trung quốc ngày xưa thì sự tôn trọng đối với vị lão sư đầu tiên vượt hơn bất cứ một vị lão sư ở thời đại nào cho nên trung quốc ngày trước vào thời đại khoa cử trong việc thi đậu tiến sĩ và thi chọn trạng nguyên thì trở về quê nhà vì đầu tiên là đi bái tổ tiên báo cái đức của tổ tông báo cái ân của cha mẹ vì thứ hai là đi bái lão sư bái vị lão sư nào vậy là vị lão sư đầu tiên vẫn là không quên cái gốc Vì lão sư đầu tiên có thể vẫn còn là một vị tú tài nghèo Tú tài nghèo đã dạy ra được một quan trạng nguyên Đây là sự vinh hiển vô thượng cả một đời của họ Vinh quang phải quy về phần của họ Bạn xem Trung Quốc ngày trước tâm địa con người phúc hậu đến giường nào Nếp sống của xã hội thiện lương thuần phát Là có cái đạo lý của nó Con người biết ân báo ân Xã hội hiện tại này rất phiền phức Không biết ân đức Vong ân bội nghĩa Chúng ta thường hay nghe thấy Cũng thường hay nhìn thấy hiện tại con cái không biết tôn kính cha mẹ không cần nói đến hiếu thuận đối với cha mẹ không hề biết cung kính đối với cha mẹ mà đã không cung kính thì trong xã hội họ sẽ cung kính với người khác hay sao đâu thể nào chứ vì đã thành cái thói quen rồi giữa con người với nhau mà không có sự lệ kính thì xã hội này sẽ loạn Ngày nay chúng ta muốn hóa giải xung đột Khôi phục lại sự an định hòa bình của xã hội Thì phải bắt đầu làm từ đâu Từ lễ kính Điều đầu tiên trong phổ hiện hạnh nguyện là Lễ kính chư Phật Câu nói này Có thể an định xã hội Có thể hóa giải xung đột Chúng ta phải thật sự chăm chỉ nỗ lực mà làm Đem hết thảy tất cả chúng sanh Xem thành chư Phật Bồ Tát Thì tâm cung kính của chúng ta Mới có thể sanh khởi ra được Lời này của tôi là phương tiện mà nói Mà sự thật thì hết thảy chúng sanh Thật sự là chư Phật Bồ Tát Những lời này không phải là tôi nói Là trên Kinh Hoa Nghiêm nói Là trên Kinh Viên Giác nói Hết thầy chúng sanh bổn lai thành Phật Hiện tại vì sao lại không phải là Phật Vì hiện tại đã mê mất tự tánh Mê mất tự tánh rồi nhưng vẫn là Phật Không thể nói mê mất tự tánh thì không phải là Phật Cũng như một người uống rượu bị sai rồi Khởi tủ phong Bạn không thể nói người đó không phải là con người nữa Người đó chỉ là một người sai rượu có thể nói là như vậy Đó là một người sai Người đó không được tỉnh táo Thì tại những người như vậy Chúng ta là những vị Phật hồ đồ Chưa giác ngộ Là vị Phật đã bị mê mất tự tánh Vì Bồ Tát mê mất tự tánh Dùng cái tâm thái này để mà nhìn thì là đúng Chúng ta đối với người tự nhiên liền có thể sanh khởi tâm cung kính Lệ kính chư Phật Xưng tán như lai Quảng tu cúng dường Thứ tư là Sám hối nghiệp chướng Trong thập nguyện Thì chỉ cần làm được Bốn nguyện đầu này Thì bạn chính là Bồ Tát viên mãn công đức Bạn nói xem Việc này quan trọng biết bao Thiền Đạo Đại Sư nói Đại Phạm Phu, Tiểu Phạm Phu Lớn nhỏ ở đây cách phân chia như thế nào Ở tâm lượng Phạm Phu tâm lượng lớn Phạm Phu tâm lượng nhỏ Phạm Phu tâm lượng nhỏ khởi tâm động niệm vì chính mình Vì gia đình Đây là tâm lượng nhỏ Người xuất gia Thì vì cái đoàn thể của ta Vì đầu tràng của ta Vì tự miếu của ta Vì thường trụ của ta Cái chữ ta đó Vẫn chưa có trừ bỏ đi Lại lớn hơn một chút Thì là gì Tông phái của mình Tông tình độ của mình Vì này thì không được Tâm lượng quá nhỏ Vì cả thầy Phật Pháp Cả thầy Phật Pháp thì bao gồm những gì? Cả thầy Phật Pháp là bao gồm dạng sự dạng vật Trong tận hư không khắp Pháp giới Tất cả tôn giáo Bao gồm ở bên trong đó Tất cả tập loại cũng bao gồm bên trong Tất cả dạng vật đều bao gồm bên trong bao gồm mười pháp giới y chánh trang nghiêm đây là cả thảy phật pháp Bằng có cái tâm lượng lớn như vậy thì gọi là đại tâm phạm phu đại tâm phạm phu là người đơn cơ của kinh hoa nghiêm người không có tâm lượng lớn như vậy thì không thể học hoa nghiêm Dù học hoa nghiêm Thì bạn cũng không thể khế nhập Bạn không hiểu được ý nghĩa của hoa nghiêm Không phải không hiểu mà thôi Sau khi học xong nhất định sẽ có hoài nghi Hoài nghi trùng trùng Dừng hoài nghi thì bạn đã tạo tội nghiệp Phiền phức sẽ rất lớn cho nên đối với người có tâm lượng nhỏ Thì không thể giảng nói đại kinh Vì sợ họ tạo tội nghiệp Sợ họ đọa ác đạo Đây không phải là Phật không từ bi Phật giáo hóa chúng sanh Tùy tâm ứng lượng Tùy chúng sanh tâm ứng sở tri lượng Người tiểu căng Thì không thuyết đại pháp Người đại căn khí thì không thuyết tiểu pháp Người có đại căn khí mà thuyết tiểu pháp Thì họ không hài lòng Cho nên Phật khai mở Tám dạng bốn ngàn pháp môn Tùy thuận tám dạng bốn ngàn loại căn tánh không như nhau Từ bi đến cùng cực vì này chúng ta không thể không biết Bản thân chúng ta là loại tâm lượng gì? Thực tại mà nói Thì Pháp sẽ tùy tâm lượng của chúng ta mà biến Tâm lượng chúng ta lớn Thì Pháp liền biến lớn Tâm lượng nhỏ Pháp liền biến nhỏ Đây là thật Không phải là giả Pháp không có lớn nhỏ Tùy theo tâm lượng của bạn mà biến hóa Chính là hết thầy pháp từ tâm tưởng sanh Tâm của bạn chánh thì không có pháp nào không chánh Tà pháp cũng là chánh Tâm bất chánh thì chánh pháp cũng không chánh Cũng thành tà Tâm thiện thì thế gian không có một người nào mà không phải là người thiện Tâm bất thiện thì thế gian không có một người nào là người tốt Con người không có thiện ác pháp không có lớn nhỏ, tùy theo ý niệm của chúng sanh mà chuyển biến. Đây là trên kinh Hoa Nghiêm đã nói: "Duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Tâm hiện thức biến." Chúng ta phải hiểu rõ cái chân tướng sự thật này. Sau đó mới biết chúng ta phải nên học như thế nào phải nên tu như thế nào thì bản thân mới có thành tựu giảng sanh thế giới tây phương ba bậc chính phẩm cũng là như vậy đây là thiền đạo đại sư đã nói được rất hay phía sau có một đoạn thoại rất quan trọng tịnh tông nại tối cực viên đốn chi giáo đây là thật bạn học qua hoa nghiêm học qua pháp hoa học qua lăng nghiêm thì bạn sẽ hiểu phàm phu đại căng khí nếu có thể tính thọ viên giải viên tu tắt giữ thường nhật kiếp tương bội những lời này nghĩa là nói viên nhân tu hành Một ngày bằng với người bình thường tu hành một kiếp Cố năng nhất danh công viên kính Đăng thượng phẩm giả Ở ngay trong đời này Công đức viên mãn Giảng sanh thế giới cực lạc Thực báo trang nghiêm độ Thượng thượng phẩm Nếu là người có đại tâm lượng Viên tu Viên chứng Những lời này Là tổ sư đã nói Sự thù thắng của việc tu hành này không có cách nào tưởng tượng được Như bình thường chúng ta tu hành một kiếp Có thể được hay sao Một kiếp thì thời gian bao lâu vậy Họ tu một ngày Bằng giới phạm phu chúng ta tu một kiếp Bạn có thể tin được không? Đây có phải là một sự hình dung Có phải là một cái thí dụ Vẫn còn là chân tướng sự thật hay sao Những vị tổ sư của tịnh Tông Nhất định là Không phải là người Phạm Ấn quan Đại Sư Trong thời cận đại này thì rất nhiều người đều biết đó là Hóa thân của Đại Thế Chí Bồ Tát Ở Tây Phương Đại sư Thiện Đạo là a di đà Phật Hóa thân Tôi đã từng hỏi qua người Nhật Bản Có cách nói như vậy hay không? Người Nhật Bản nói là có Người Hàn Quốc cũng nói là có Họ không hoài nghi Ngày thiện đạo Và ngày Nhín minh duyên thọ Đều là a di đà Phật tái lai Dù là Phật thuyết Thì Phật nhất định không có vọng ngữ Việc tu hành Tuy là tu trong cùng một thời gian như nhau Vì quá trình cũng không khác Tụng kinh niệm Phật bái xám Hiệu quả đều không như nhau Mọi người cùng cộng tu với nhau Thí dụ như Ấn Tổ đã nói Người tu hành chúng ta tốt nhất là không nên vượt quá 20 người Hai bên người cùng cộng tu với nhau Cái quả đức đó Từ trên quả mà nói Mỗi một người cái đạt được Đều không như nhau Khác biệt rất lớn Vì sao mà lại có cái hiện tượng này Đều là ở dụng tâm không động Văn thù Bồ Tát đã nói rất hay nhược chư bồ tát thiện dùng kỳ tâm tắc hoạch nhất thiết thắng diệu công đức viên nhân tu một ngày bằng như người bình thường tu một kiếp đó là thắng diệu công đức thứ nhất là người ta tâm lượng lớn thật sự là tâm bao thái hư lượng khắp pháp giới trong mắt họ thì hết thể tất cả chúng sanh đều là bình đẳng không có khác biệt chúng ta phải nên học đại tâm lượng là bổn tánh của chúng ta là chân tâm của chúng ta còn tiểu tâm lượng là chúng ta mê rồi sau khi bê rồi Thì đem cái tâm lượng này biến đổi càng ngày càng nhỏ đi Biến đổi đến mức chỉ còn có chính mình Không có người khác Thì sai rồi Sai trầm trọng rồi Tu học Đại Thừa Tu học tịnh độ Việc cần thiết đầu tiên Chính là đem tâm lượng mở rộng ra Niệm niệm ngày nay Chúng ta gọi là Con người phải có thế giới quan Những lời này là chính xác Khởi tâm đồng niệm Phải vì tất cả người trên thế giới này mà nghĩ Đây mới là chấm Bồ Tát Không phải vì Một cái khu vực Một cái đất nước Một cái thành phố không phải vậy Vì cả thế giới đặc biệt là những chúng sanh khổ nạn Phải nên có cái tâm lượng này Thì mới xem là đệ tử chân thật của Phật được Đặc biệt là a di đà Phật Pháp giới của a di đà Phật ở nơi đâu vậy? Là tận hư không khắp Pháp giới chính là pháp giới của a di đà phật hết thảy chúng sanh ở trong tầng hư không khắp pháp giới là đối tượng mà a di đà phật hoàn nguyện phổ độ tâm của chúng ta phải giống như a di đà phật nguyện của chúng ta phải giống như a di đà phật hành của chúng ta phải giống như a di đà phật vì thì làm gì có đạo lý không thể giảng sanh chứ Không những giảng sanh Mà còn như lời của Đại sư đã nói Bạn quyết định là sẽ giảng sanh Thượng phẩm thật báo độ Chúng ta có thể làm được hay không? Có thể làm được Vì sao vậy? Vì đó là chân tánh của chúng ta Là bổn tánh của chúng ta Chân tâm không phải là từ bên ngoài vào chỉ cần đem sự bi hoạt này phá trừ tôi nhiều lần làm báo cáo trong các cuộc hội nghị quốc tế khuyên bảo những vị chuyên gia học giả làm công việc hòa bình thế giới phải mở rộng tâm lượng ra phải khẳng định tính con người là vốn Thiện đây là nhà nho của chúng ta đã nói nhưng chi sơ tánh bổn thiện phải công nhận việc này thế gian nhất định là không có người ác người ác là gì là không có nhận được sự giáo dục tốt họ đã bị hoàn cảnh vậy cho trở nên xấu phải hiểu được cái đạo lý này Bản tính của họ là thiện Phải tin vào sự dạy dỗ của Phật Ở trên các kinh điển Hết thầy chúng sanh đều là có Phật tánh Hết thầy chúng sanh bổn lai thành Phật Thì sự cung kính xưng tán cúng dường Sự sám hối của chính mình Mới có thể chân thật khởi được tác dụng Vẫn còn xem thấy chúng sanh còn khổ nạn như vậy Vẫn còn mê hoặc Chúng ta sám hối bản thân mình Đã làm chưa đủ Vẫn chưa thể làm cảm động được họ Họ vì sao mà không thể hồi đầu Vì sao mà vẫn còn mê hoặc điên đảo Không thể trách họ được Trách là trách ta Chính mình làm chưa đủ có như vậy thì mới có thể nâng cao được trí huệ của chính mình nâng cao được đức năng tướng hảo của chính mình mới có thể cảm động sâu hơn nữa đối với những vị phật bồ tát mê hoặc điên đảo này đây gọi là phát tâm đại thừa tâm đại thừa là gì chúng tôi cũng đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác từ bi. Người khác dùng tâm hư vọng đối với ta, ta dùng tâm chân thành đối với họ. Người khác đối với ta là hư tịnh giả ý, ta cũng dùng hư tình giả ý đối với họ thì sai rồi. Họ đang mê Ta đang giác Thì ta phải giúp đỡ họ phá mê Mà quay về giác Ta không thể hư tình giả ý Đối với họ được Thành khẩn Lão thật Xử sự đối người tiếp vật Họ có thay đổi Ta không có thay đổi Trước sau như một thì chúng ta đang đi đi là con đường Đại Thừa Đi con đường Đại Tâm Phạm Phu Tâm địa thanh tịnh nhất định không bị ô nhiễm Ô nhiễm là gì? Phiền não tập khí Tham sân si mạng Những thứ này là ô nhiễm tự tư tự lợi là ô nhiễm danh danh lợi dưỡng là ô nhiễm có thể đem những thứ này buông bỏ hết thảy tâm thanh tịnh liền hiện tiền tâm liền thanh tịnh rồi đối với người khác phải khiêm hư không có mảy may ngạo mạn thì tâm bình đẳng hiện tiền Tâm bình đẳng hiện tiền Chính là như trong Pháp Tướng Tông đã nói Chuyển mạc na thức Thành bình đẳng tánh trí Chuyển thức thứ sáu Thành nhiều quan sát trí Chuyển năm thức phía trước Thành sở tác trí Đây chính là người hiện tại đã nói tâm tịnh tâm bình tâm an trước tiên bản thân chúng ta phải đạt được đây là chính mình vốn có sẵn vốn sẵn có thì chúng ta gọi là khôi phục tâm thanh tịnh tâm bình đẳng Tâm an định vốn là như vậy Sau khi mê rồi Nên mới bị mất đi Đây gọi là tánh đức Chân thành là tánh thể Đây là tánh đức Đối đại hết thảy chúng sanh không có bất cứ điều kiện gì đại từ đại bi đại từ đại bi biểu hiện ra ngay trong cuộc sống chính chúng ta dù là hiện tại mà nói thân thiết quan tâm yêu thương hợp tác Đây là từ bi biểu hiện ra Ở trong cuộc sống hàng ngày Đối với người như vậy Đối với vật cũng như vậy Đối với hoàn cảnh cũng như vậy Đây chính là hiện tại nói rằng Là sự cân bằng sinh thái của địa cầu Bạn đối với hết thảy tất cả dạng vật Ở trên địa cầu này tự nhiên sanh ra lòng yêu thương Bạn sẽ không dễ dàng Phá gọi đi sự cân bằng sinh thái Đối với một cọng cỏ, một cành cây Bạn cũng có lòng yêu thương rất lớn Hướng hồ là đối với động vật Hướng hồ là đối với tất cả con người Hết thảy đều là tánh đức Mà từ tánh chúng ta vốn có Không phải từ bên ngoài vào Chư Phật Bồ Tát có A-la-hán có Tổ sư Đại Đức có Chỉ vì, vì sao mà chúng ta không có Vì mê mất tự tánh rồi cho nên mới biến thành ra như vậy giáo dục của phật pháp giáo dục của tánh hiền không có gì khác không có gì ngoài việc giúp đỡ chúng ta hồi phục lời tính đức mà thôi cho nên chư phật như lai phổ độ hết thầy chúng sanh Nhưng bản thân các ngài Không có cái ý niệm này Bạn xem trên Kinh Kim Cang đã nói Thực vô chúng sanh Đắc diệt độ giả Các ngài không có độ một ai Vì sao nói là không có độ một ai Cái mà họ đạt được Thấy đều là tự tánh vốn có đủ Phật không có cách nào nói ở trong tự tánh họ không có nên phật có thể ban cho họ một ít gì đó không có đạo lý như vậy điều là tự tánh có đủ chúng ta vẫn là phải hiểu được cái chân tướng sự thật này làm thêm một ít việc tốt làm việc tốt điều này thì nên làm làm việc không tốt thì không nên làm nếu chúng ta quả nhiên có thể đem giáo hướng của phật đà thực tiễn được đều làm được công đức lợi ích thì vô lượng vô biên người thế gian thường nói người yêu thương người khác thường được người khác yêu thương lại người kính trọng người khác thường được người khác kính trọng lại người giúp đỡ người khác thường được người khác giúp đỡ lại đây là cái gì đây là tánh lý bổn tánh đạo lý chính là như vậy Trên kinh Phật gọi là Pháp nhĩ như thị Hết thầy chúng sanh Tâm tưởng Sở cầu Toàn bộ đều là viên mãn Đầy đủ Ở trong tánh đức Tài phú Viên mãn Đầy đủ trí huệ viên mãn Đầy đủ Đức đăng viên mãn đầy đủ Ngày nay chúng ta nói phước báo Cũng là viên mãn đầy đủ Cho nên Phật Pháp gọi là nội học Bạn phải từ nội tâm Từ trong tâm tánh mà cầu Không nên cầu bên ngoài Cầu bên ngoài sẽ cầu không được Chúng ta lại xem Đoạn kinh gian dưới cùng Trong đại kinh giải Hiện tụ bổn kinh Hiện tại thì từ kinh này mà xem Kim thái dư luận Dĩ minh tam bối giảng sanh Thực vi phạm phu Kim cập thánh nhân cái lý niệm này phải có Đây là cái lý niệm vô cùng chính xác A-di-đà Phật Ở trong tận hư không khắp Pháp giới Cái mở Pháp môn niệm Phật Phổ độ chúng sanh là vì ai? vì phạm phu Không phải là gì như phía trước đã nói Tứ địa đến thất địa, sơ địa đến tứ địa Không phải vậy Đó là thánh nhân Những Bồ Tát đó là ở tại hoa tạng thế giới Văn thù phổ hiền Hai vị thượng thủ này Dùng thập đại nguyện dương dẫn quy về cực lạc Đó là một sự việc như vậy Tam hiền thập địa Ở tại thế giới cực lạc Tam hiền đó đều là thánh nhân Sơ trụ Bồ Tát đều đã minh tâm kiến tánh Kiến tánh thành Phật chính là 41 vị Phật. 41 vị pháp thân đại sĩ chính là 41 vị Phật. Các vị xem trong giảng nghĩa kinh Kim Cang của cư sĩ Giang Nhị Đông. Ngài đã nói được rất rõ ràng, rất minh bạch. Pháp môn Tịnh tông thực tại mà nói là độ phạm phu chúng ta trong sáu cõi. Sáu cõi bao gồm địa ngục đạo, Chúng ta sẽ hỏi địa ngục đạo có giáng sanh hay không? Có, tôi nghe nói Địa ngục đạo làm sao có thể giáng sanh? Lời của thiện đạo đại sư là ở tại Gặp duyên không động Phật Bồ Tát có đi đến địa ngục để độ chúng sanh hay không? Có Không thể nói là không có đến Trong địa ngục đạo cũng có người có thiện căn rất sâu vậy Bởi vì sao mà lại đọa địa ngục Vì nhất thời mê hoặc Tạo ra tội ác thầy trời Ngũ nghịch thập ác Cho nên mới đọa đến địa ngục Sau khi đọa địa ngục Thì họ liền sám hối Họ liền hối hận Họ liền biết Họ đã sai rồi cho nên địa ngục đạo thì khi nào có thể ra khỏi địa ngục cũng không nhất định lắm. khi nào sám hối thì khi đó liền ra khỏi, không biết sám hối kiên cố chấp trước chính mình những là đúng. vậy thì cái khổ của địa ngục đành nhận chịu mà thôi. đến ngày nào đó sám hối, ngày nào đó biết mình đã sai, thì họ liền ra khỏi. chúng sanh dù có ác nghiệp lớn hơn nữa chỉ cần vừa sám hối thì liền quay đầu quay đầu là bờ cái đạo lý này chúng ta phải nên biết lão cư sĩ hoàng niệm tổ vẫn dùng bế thành chánh giác phẩm thứ bảy của Nguyễn kinh này trong đây có một bài kệ nói lệnh bỉ chư quần xanh trường dạ vô ưu đảo xuất sanh chúng thiện căn thành tựu bồ đề quả ngã nhược thành chánh giác lập danh vô lượng thọ Chúng sanh văn thử hiệu Câu lai ngã sát trung Như Phật kim sắc thân Diệu tướng tất viên mãn Bốn câu phía trước Phổ lệnh thành Phật Nói rõ nguyên do của đại nguyện A di đà phật, vì sao mà phát cái nguyện này, dục lệnh nhất thiết trường giả dạ, minh mùi chi chúng sanh? Đây chính là nói những chúng sanh đò lạc trong sáu cõi và trong ba đường ác, ly chư ưu bi khổ não xuất sanh thiện căn, thành tựu bộ đề thiền căn hết thầy chúng sanh vốn có nhưng bị mê rồi cho nên phật độ chúng sanh Niệm niệm đều hy vọng chúng sanh Lìa khổ được vui Làm sao để giúp đỡ họ Bạn phải nên biết khổ là từ đâu mà có Khổ là từ mê mà có Mê rồi Thì hết thảy tất cả tạo tác Liền sáng sinh ra sai lầm Tạo nghiệp Thọ báo Sau khi giác ngộ Thì họ liền hồi đầu Họ liền có thể lìa khổ cho nên giúp đỡ chúng sanh liều khổ là mục đích dùng phương pháp gì vậy phải giúp họ phá mê khai ngộ phá mê khai ngộ đây chính là giáo dục cho nên phật giáo chân thật là giáo dục vậy bạn hiểu được chân tướng của sự thật kinh bác nhã thì đó là chư pháp thực tướng mà nếu như hiểu được chư pháp thực tướng đây thì gọi là giác ngộ bạn không hiểu được chư pháp thực tướng thì bạn đã mê hoặc rồi mê hoặc thì bạn sanh vọng tưởng điều mà bạn nghĩ điều mà bạn thấy điều bạn là bạn nói không gì là không phải tội hết thảy đều sai hoàn toàn không phù hợp với chân tướng sự thật sai lệch đi sự thật sau khi sai lệch thực tướng thì nó sẽ biến đổi biến đổi thành cái gì biến thành sáu cõi biến thành ba đường ác sáu cõi ba đường bổ lai diện mục chính là thực tướng Chính là do những phàm phu mê hoặc tiên đảo này Đã làm cho sai lệch đi Trong chứng đạo ca của Vĩnh Gia Đại Sư nói rất hay Trong cảnh mộng rõ ràng có sáu cõi Tỉnh mộng rồi không không cả Đại Thiên Cái Đại Thiên này chính là thế giới lục đạo Không còn nữa Người giác ngộ thì trong tâm trí đều không có nữa người mê thì có người mê đang nằm ác mộng người giác ngộ giúp đỡ họ khiến họ tỉnh trở lại chính là một sự việc như vậy đây chính là giáo dục của phật đà đây chính là giáo dục của cái gọi là tôn giáo ở thế gian Là giúp đỡ chúng sanh Phá mê khai ngộ Lìa khổ được vui Cho nên Mục đích của 48 nguyện Đích thực là Vì chúng sanh tội khổ Không vì cái gì khác Tiếp theo sẽ bài kệ tụng dưới cùng có bốn câu kệ minh phổ tế chi pháp phổ là phổ biến tế dùng lời hiện nay mà nói là hiệp trợ giúp đỡ dùng phương pháp gì vậy chúng sanh văn danh lai xanh ngã xác thử chư chúng sanh diệt tức trường già ưu não trung chi quần sanh những lời này nó được rất rõ ràng rất minh bạch Cho nên ở trong khoa phán này Tiểu khoa là phổ lệnh thành Phật Cho nên tôi nói Trung Hoa từ xưa đến nay Giáo dục trên hình thức Thì có thể nói là bốn loại Giáo dục gia đình Giáo dục nhà trường Ngày trước giáo dục nhà trường là giáo dục tư thục giáo dục xã hội giáo dục tôn giáo giáo dục tôn giáo thì ngày trước nho giáo không phải là tôn giáo nói tôn giáo thì chỉ có phật giáo và đạo giáo thực tại từ xưa đến nay nho thích đạo được xưng là tam gia cũng được xưng là tam giáo nhưng không phải là tôn giáo đây là thuộc về giáo dục cái ý nghĩa này thì chúng ta phải biết danh từ tôn giáo này là tiếng ngoại lai truyền từ nước ngoài vào phật giáo trung quốc xưng là tôn giáo cùng với tôn giáo hiện tại thì ý nghĩa hoàn toàn không tương đồng ở trong phật giáo trung quốc có phân tông môn giáo hạ do hai cái phái hệ này hợp lại mà xưng là tôn giáo là tông môn và giáo hạ. Bởi vì phương pháp dạy học hoàn toàn không như nhau. Tông môn chính là thiền tông, thiền tông dạy học trước ngộ là sao tu. Không khai ngộ thì bạn không có cách nào tu. Ngộ rồi thì mới khởi tu. Giáo hạ thì tương phản việc này là trước học sau ngộ. Cho nên hai phương pháp dạy học của nó Hoàn toàn không như nhau Trước ngộ sau tu Đó là học trò thiên tài Không phải là người thông thường Gọi là người thượng thượng căn Người trung hạ căn Thì tuần tự từng bước một Cũng giống như học tiểu học Rồi trung học Rồi đại học Rồi nghiên cứu sinh Hoàn thành từng bước một cho nên không giống như việc trước ngộ sau học Việc đó thì không có tuần tự Không có thứ lớp Cho nên nhất ngộ, nhất thiết ngộ Đây không phải là người thông thường Có thể làm được Trong quá khứ Người có thành tựu chỉ là một số ít người Không phải là nhiều người Đây là việc chúng ta không thể không biết Phương pháp Đơn giản Nghe danh Đều được sanh Cho nên Ngài Thiện Đạo nói rất hay Ba bậc chính phẩm Là dành cho phàm phu ngũ trượt Sau khi Phật nhập diệt Đã nói được rất hay chúng ta từ giáo hướng của tổ sư mà tăng trưởng lòng tin đối với pháp môn này quyết định không có nghi hoặc nữa quyết lòng một mực một môn thâm nhập hương tu lâu dài quyết định thành tựu thành tựu phẩm vị cao hay thấp là ở công đức chính mình công đức của việc tu học công đức tu học là gì tôi cũng đã đem nó giảng nói rất rõ ràng mở rộng tâm lượng tâm lượng càng lớn thì phẩm vị càng cao tâm lượng càng nhỏ thì phẩm vị càng thấp đạo lý là như vậy tâm lượng nếu như rất nhỏ Không thể chấp nhận được Thì quyết định là không thể giảng sanh Việc này phải nên biết Không thể tha thứ cho người khác Không thể bao dung người khác Thì quyết định không thể giảng sanh tịnh độ Vì sao vậy? Vì sanh đến tịnh độ Người ở tịnh độ rất nhiều Người này nhìn thấy không dự ý Người kia nhìn thấy không hài lòng Mà đến thế giới cực lạc thì ngày ngày đều đánh nhau Ngày ngày cãi nhau với người ta Làm gì lại có đạo lý như vậy chứ Người như vậy thì làm sao a di đà Phật đi tiếp dẫn được a di đà Phật có trí huệ Có thần thông Người sẽ không tiếp dẫn sai người Sẽ không đi tìm những người làm loạn Để rồi làm nhiễu loạn thế giới Tây Phương cực lạc Điểm này chúng ta phải thật sự rõ ràng Thật minh bạch Phải đem phiền não tập khí của chính mình Đào thải cho hết thì việc giảng sanh mới có phần nắm chắc Hôm nay thời gian đã hết rồi Chúng ta chỉ học đến đây thôi a di đà Phật Cẩn dịch Vọng tay cư sĩ Địa chỉ email Vọng tay cư sĩ A gmail.com Người đọc Hạnh quan Phát tâm cúng dường Do gia đình Phật tử Thiền Chân Thành kính cúng dường Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm di đà đồng cầu sanh về nước cực lạc nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước phật trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường nếu có ai thấy nghe đều phát tâm bồ đề hết một báo thân này đồng sanh về nước cực lạc Nam Mô a di đà phật